Nè, biết gì chưa? Hôm nay không biết thời tiết của trời là nắng hay là mưa. Nè, nè nè biết gì chưa? Cứ sao ngào cái dậy sao tôi ngủ thêm được nữa. Chuyện ông tám, chuyện ba tám, chuyện vừa xong, chuyện hôm qua. Tôi đâu có đảm bảo rằng chuyện tôi vừa kể là đúng nha. Nhưng mà tôi phải nói ra nếu không xảy ra chuyện lớn. Ê con này đẹp, con này xinh, chuyện anh kia muốn tỏ tình. Khu chung cư nhỏ nhỏ xinh xinh nó lắm chuyện bất thình lình. Bà tám thì dễ tính, ông tám quá thông minh. Lời sống quá văn mình có điều hơi đau đầu nhức óc. Hình như cái chuyện mới xảy ra, tại sao cô bé kia ngồi khóc. Ây da, nè nè biết gì chưa? Có chuyện gì vậy hả? Nè nè biết gì chưa? Chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa? Hơi năng ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải giảng vừa. Ok. Anh cờ với tôi ông phải tập trung chứ hả? Thế sao ông không tôn trọng gì cả? Hồi nãy kia chấp xe không chịu, đồ quánh đồng. Quánh đồng thì biết chứ nào anh ăn được tôi, cho nên phải chấp không gian thời gian vừa quánh vừa tập trung qua báo chơi vậy đó. Được. Kêu chấp mỏ chế hiểu không? Xuất xe đây này. Rồi nè, vô xe. Ông Hậu ông lý sự đâu rồi? Trời ơi, thiệt tình đó đấy? Tôi nghe, tôi bực mình hai ông lắm đó. Tại sao vậy hả? Tại sao mà đi giao cơm cho người ta mà giao lộn để người ta máng vốn tôi tùm lum vậy? Em thơ, em thơ, hết thở, hết thở. Hết thở cái gì, cứ lo là ba cái vụ gái không à. Cái đó bình tĩnh, bình tĩnh lại. Này, này, này bà ơi, cái chuyện ở đây này, mang đồ đi mà giống nhau, đi giao đến 5-6 chỗ mà thì cũng phải ghi tên, ghi tuổi các thứ thì nhầm lẫn là chuyện bình thường. Sao vậy? Nhầm lẫn bình thường hả? Sông Thủy nó không nhầm lẫn đi. Bây giờ đổi thừa cái gì? Tình bình tĩnh, Lộc, bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng có nóng giận, mụn nó nổi lên không. Ông đừng có giỡn mặt với tôi nha. Không, không, bình thường đi, bình thường. Cười lên, cười lên. Không có cười gì hết trơn á. Cười lên, nó có khỏe được. Hai ông coi chừng tôi đó. Coi chừng cái gì? Tôi trừ lương hai người. Trừ lương gì? Chắc là trừ lương một mình tôi thôi. Hai người luôn? Tôi tưởng chỉ một mình tôi. Còn một người ấy thì suốt ngày đi theo, rồi nịnh nọt, rồi nhảy múa như con khỉ để làm cho bà vui thì bà trừ lương làm gì? Ê, tôi nói lời ngọt ngào, lời dịu dàng nhảy múa cho con khỉ là chẳng qua tôi cứu cho nỗi căng thẳng của chung hai đứa. Không cảm ơn tôi mà còn kiếp chuyện hả? 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 Nè, tôi thông báo cho hai ông biết. Thông báo gì? Cô, thông báo cái gì mà có vẻ nghiêm trọng quá vậy cô? Phải nghiêm trọng thôi. Thông báo sao? Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ tuyển một chàng trai trẻ trong cái quán này. Vậy à? Được. Vậy thì tôi cũng sẽ tuyển gái trẻ trong quán này. Ông tuyển chi vậy? Em tuyển làm gì? Tôi tuyển để tôi đi giao cơm. Hả? Đi giao cơm hả? Vậy thì tôi tuyển vô đây xếp cờ cho tôi quánh. Có lý đấy. À, mà tôi cũng tuyên bố đây này. Đó. Ngày mai tôi không làm ở đây nữa. Tôi về quê lấy vợ. Hả? À, về quê, xin phép tía má rồi xong chầu cao lên đây, cưới em thơ phố hôn. Bà thơ ấy à, thì tôi không dám. Bà ấy cao quá, tôi không với tới được. Bà ấy lãng mạn lắm, cho nên là mình không với tới. Với cả đi theo người ta hoài, người ta coi thường, người ta khinh cho. Nè, ông nói vừa phải thôi nha, ai khinh ông? Ông muốn về quê, ông lấy vợ thì ông cứ về quê lấy vợ đi. Còn đem chuyện tôi ra nói khinh ông. Thì ông coi mối nào được thì ông lấy đi. Tôi nói thật nhá, tôi cũng chẳng có mối nào. Thế rồi tôi cầu hôn bà mấy lần, nhưng mà bà có chịu nghe đâu. Thế mà bây giờ ông ra điều giận dỗi. Thôi, em thơ nè, anh thấy tình hình đó có hơi căng thẳng rồi đó. Thôi bây giờ nè, anh Tư Hậu, anh có thương ai á, ai cũng được. Anh cứ nhờ tôi làm mai cho anh đi. Hả? Tôi làm mai cho tôi làm mai, là có duyên đó, làm mai là dính đó nha. Anh ngỡ ngàng là sao tôi quan tâm tới anh á? Bây giờ anh là bạn của tôi, tôi không quan tâm anh, tôi quan tâm ai? Nè, cái duyên làm mai của tôi mạnh lắm nha. Bây giờ mà thơ đơn yêu cầu rồi tôi làm mai đó, chắc chồng chồng rồi nè. Cho nên số lượng đông quá rồi, bây giờ người ta
trả công tôi bằng kim cương hay hạt sàn không à, chứ trả tiền tôi không nhận được. Con ơi, đi vô con ơi, ngồi đen lát nữa chắc banh xác á, nổ banh xác. Đi con. Quánh cờ tiếp đi. Nè nè biết gì chưa, chứ có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa, hơi năng ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa, tôi cũng đâu phải giảm vừa, ok. Tôi nghe Úc Hiền nói hình như là Minh Trung với lại Thiên Thủy là hai người đó cũng không có thích nhau đâu. Thiệt, không có thích. Ông nói gì? Thiệt không anh? Thiệt không anh? Hả? Anh nói thiệt không? Em ở đâu mà trời em xuất hiện? Ôi, em biết ngay mà. Làm sao? Làm sao em đẹp hơn mà làm sao anh Minh Trung thương cái chị kia được? Trời ơi. Mai Hương ơi là Mai Hương, sao mà anh giải thích 1018 lần em không hiểu vậy Mai Hương? Anh nói rồi, cho dù mà trên đời này mà không có Thiên Thủy đi chăng nữa đó thì Minh Trung vẫn không bao giờ thương em. Chỉ có một mình anh thương em thôi. Tại vì Minh Trung á, là cái gu của Minh Trung là kiểu nó ngọt ngào, còn em là không có ngọt ngào, em hiểu không? Em là phải cái gu là anh. Đó, anh là chăm lo cho em nè. Nhìn mặt em đi nè, bữa nay có bị sưng hay là bị gì không? Không, anh thấy bình thường. Ủa, sao ta? Anh thấy đẹp bình thường. Đẹp như một sao bức tranh. Sao không ta đẹp mà không hiểu không ta? Anh Minh Trung bị sao vậy ta? Hương ơi, Hương ơi Hương. Xong, nàng đến và đi như một cơn gió. Đúng là tình yêu khó nói lắm bạn ơi. Ông hiểu ý tôi nói không? Vậy cũng chịu được nữa hả? Sao không? Phóng lao phải theo lao. Chứ nói chung là bây giờ con tim chạy theo con tim rồi. Nè nè biết gì chưa, chứ có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa, hơi năng ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa, tôi cũng đâu phải giảm vừa, ok. Dạ em biết rồi. Chị đợi em chút xíu nha. Dạ rồi chị cứ nói đi ạ. Đưa đây tôi làm cho. Dạ rồi có gì con sẽ nói lại với lại chú Hầu ạ. Dạ. Ủa chị, sao hôm qua bàn ngồi cho nó khỏe, đứng đây mỏi chân sao? Trời, dáng đẹp như chị á, ngồi chi nó uổng, hiểu không? Thiệt tình. À chị Xuân nè, chắc là anh Hoàng Thông á, làm được việc cho ông Thịnh lắm ha. Chứ ai mà mới vô làm mà lương cao dữ vậy? Ừ, anh Hoàng Thông á, thì ảnh giỏi lắm á. Với lại em biết sao không, ảnh còn tốt nghiệp đạo diễn trường sân khấu điện ảnh nữa. Vừa viết kịch bản được, vừa làm đạo diễn được luôn, quá giỏi. Giỏi vậy á hả? Mà anh Thông giỏi như vậy á, tại sao á chị Hiền, em thấy chị không có lo giữ anh Thông gì hết ta? Cứ lơ là vậy nha, có ngày người khác cướp ổng cho coi. Em á không có biết cái gì hết trơn á. Người ta mà yêu nhau thiệt là người ta cực kỳ tin tưởng, không có cần mà phải kiểm soát gì á. Phải không? Thiệt. Thủy ơi, Thủy. Gì vậy? Ủa Xuân cũng có đây nữa ha. Dạ chào anh. Thủy tìm em có gì không? Có chứ sao không có. Hôm bữa đó cái đề nghị của anh đó em nghĩ sao? Thôi em xin phép đi ra ngoài nha, để cho hai người nói chuyện cho thoải mái. Em nè, ngồi xuống đây chơi đi, đâu có gì đâu mà phải đi ra ngoài. Ngồi đi. Tụi anh cũng không có nói cái gì mà nó yêu đương trai gái gì đâu. Tụi anh là chỉ có nói về vụ hợp tác làm trà sữa thôi. Vậy hả? Vậy thôi em ngồi đi uống nước ha. Ừ, ngồi chơi đi chị. Ngồi chơi đi cho vui ha. Qua đây nữa. Sao? Đi ngồi đi, ngồi xuống. Đó, anh chị với Xuân chút. Cái gì vậy em? Anh đó xin nha, anh là em phải tự hiểu rồi. Đi giúp anh đi. Thủy ơi, chị cũng có việc bận á. Thôi chị đi ra ngoài để hai người nói chuyện với nhau cho thoải mái nha. Ngồi chơi đi chị, đi đâu vậy? Thôi chị phải đi. Nè, chúc anh may mắn nha, em đi đây. Cảm ơn em. Bận là đi giải quyết công chuyện đi nha ông. Chúc anh mua cà phê cho uống. Em gì? Cái đó đó, vụ đó anh nói em sao rồi? Sao anh cứ hối em hoài vậy? Thì người ta lo, người ta mới hối mày. Thôi được rồi, mệt quá. Được rồi, em cho anh 2 tháng á. Ôi, cái gì mà dài quá vậy? Mình rút ngắn thời gian lại đi, dài lắm, 2 tháng là dài. Ngắn là ngắn làm sao, muốn nhiêu? 1 tuần. Cái gì? Anh đó nha, trả giá nào cũng trúng quá rồi. Nghĩ sao vậy? 2 tháng xuống còn 1 tuần là sao? Đừng giận.
đụng xíu làm ghê quá, ta thương ta đụng. Chưa có gì không có được đụng đâu á. Rồi biết rồi, cái tay hư nè, đánh tay được chưa? Thôi giờ Linh 2 tuần. 2 tháng không chịu thì thôi. Nhưng mà lỡ trong 2 tháng đó em thay lòng đổi dạ em đi quen người khác làm sao? Ủa thay lòng đổi dạ gì? Em chưa quen anh thay lòng đổi dạ gì? Thôi được rồi, trong 2 tháng đó em hứa em không có quen người khác được chưa? Em hứa nha. Như anh thấy đó, em hả, ngoài đi làm đi học ra em còn thời gian đâu mà em đi hẹn hò với ai mà anh sợ em quen người khác. Ừ đúng rồi hả. Ừ, trong 2 tháng đó là phải tuyệt đối tập trung học hành, tập trung đi làm, nhớ chưa? Biết rồi. Còn anh phải phấn đấu cho em thấy. À khoan, cái vụ gì này nữa nha. Gì? 2 tháng đừng có mừng vội nha. 2 tháng là với điều kiện anh phải chứng minh để cho em tin là anh đã thay đổi rồi em mới cho anh cơ hội, chứ không phải cho cơ hội bây giờ đâu nha. Đó, người ta định nói đó là rầy người ta rồi. Anh sẽ chứng minh cho em thấy nha, anh sẽ khuế trương được cái thương hiệu này và bảo bọc được cuộc đời em. À anh đó nha, đừng có nói trước coi chừng bước không qua đó. Anh không hề nha. Và bây giờ với lòng quyết tâm của mình, anh sẽ xộc ra ngoài kia làm hết tất cả mọi công việc và chứng minh cho em thấy anh chính là Superman. Anh đi đây. Ông này thiệt tình, dẻo miệng quá. Có khi nào sau này mình yêu ổng không trời? Nè, biết gì chưa? Hôm nay không biết thời tiết của trời là nắng hay là mưa. Nè, ông Tám quá thông minh, lối sống quá văn mình, có điều hơi đau đầu nhất óc. Hình như cái chuyện mới xảy ra, tại sao cô bé kia ngồi khóc? Ây da, nè nè biết gì chưa? Có chuyện gì vậy hả? Nè nè biết gì chưa? Chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa? Hơi đang ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải giảng vừa. Ok.